Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình React Native tại trung tâm đào tạo tin học Ba Phạm. Trong video clip ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một cơ sở dữ liệu mới. Hôm trước mình đã viết trang home, hôm nay mình sẽ di chuyển đến trang xem các danh sách tin tức. Thì chúng ta phải sử dụng dữ liệu từ web service gửi về. Vì vậy chúng ta phải tạo một cơ sở dữ liệu. Thì ở đây mình đã tạo sẵn giúp các bạn cơ sở dữ liệu. Các bạn vào đường dẫn sau đây và đào thư mục về giúp mình. Sau khi đã tải xong thư mục sẽ là một file SQL, một file SQL sức khỏe.sql. Ở đây mình đã tải về một file sức khỏe.sql và mình sẽ import nó vào cái sức khỏe.localhost của mình. Các bạn tạt thằng xem lên và open start cái host của chúng ta lên. Rồi, sau khi start thì các bạn chỏ vào localhost phpmyadmin và import cái database mà mình mới vừa tạo vào. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn sơ về cái database của mình gồm có các bảng sau là category, comment hỏi đáp, nhật ký của tôi, signet và tin về các loại bệnh. Thì bảng đầu tiên là bảng category. Ở bảng category của chúng ta có gì? Tôi có các loại bệnh gồm có thuộc tính category ID và category name. Tiếp theo, trong thuộc tính category name tôi sẽ có các loại bệnh. Đây. Như chẳng hạn ở đây tôi có signet name và category ID. Thì thằng ù tai, ung thư cổ họng, viêm xoang mãn tính, viêm xoang cấp, tôi đều là category ID là 5. Đó là thuộc loại bệnh của tai mũi họng. Ha. Rồi, sau khi tôi nhấn vào từng loại bệnh là signet là tai mũi họng chẳng hạn ù tai thì tôi sẽ có các loại bệnh về ù tai. Thì tôi sẽ có tin tức. Ở đây sẽ gồm có ID, tên cái bài tin tức đó, nội dung và cái signet name. Rồi. Tiếp theo tôi sẽ đến phần comment. Thì sau khi chúng ta xem tin tức, chúng ta có thể comment được và nó sẽ gửi lên và hiển thị ra cho chúng ta. Đây, comment của tôi, nội dung comment. Ha. Rồi. Cái đây là nội dung cho cái bài viết nào. Ví dụ ở đây tôi là bài ù tai, new ID là 1. Thì tôi có những comment này là của bài ù tai đây. Tôi mở lại cho bạn xem. Đây, ù tai, new ID là 1. Thì ở đây, new ID 1. Rồi, tiếp theo ta sẽ có phần hỏi đáp. Phần hỏi đáp thì sẽ là có hai field chính là câu hỏi ID và nội dung câu hỏi. Thì đây là những câu hỏi mà người dùng sẽ gửi lên cho chúng ta và sẽ hiển thị lên theo danh sách mới nhất là ID giảm dần. À, rồi sau khi nhấn vào cái câu hỏi này, người dùng có thể comment cái câu hỏi đó. Rồi có nội dung comment, comment ID và cái hỏi đáp ID chúng ta truyền vào. Tiếp theo là đến phần nhật ký. Thì phần nhật ký chúng ta đơn giản là có một cái title và một cái content. Đây là tựa đề của cái bài nhật ký đó và nội dung của bài nhật ký. Như vậy là mình đã giới thiệu sơ cho các bạn về cơ sở dữ liệu chúng ta, gồm có các bảng chính, các field và nội dung của nó. Ở video clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lấy dữ liệu từ trang category này về, từ bảng category về, hiển thị lên trang tin tức và các loại bệnh của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong loạt video tiếp theo.